Xin chào quý anh chị khách hàng và quý nhà đầu tư, em là Bích Đào, chuyên viên tư vấn tại tập đoàn Genco miền Trung. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị về một loại căn hộ có vị trí vô cùng đắc địa, tựa sơn hướng thủy đầu tiên có tại thành phố du lịch biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì đây là căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Cala Quy Nhơn, thì với tổng vốn đầu tư là hơn 563 tỷ đồng và chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư phát triển AMO với tên quốc tế AMO Development Investment Johnston Company. Tôi mời quý khách hàng cùng theo em để khám phá xa bàn tại dự án Cala Quy Nhơn. Đây là một loại căn hộ sân vườn, chung cư cao cấp nằm ngay tọa lạc trung tâm của thành phố Quy Nhơn, thuộc khu đô thị Vũng Chua, phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì căn hộ gồm có 29 tầng nổi, một tầng hầm và tổng là 475 căn hộ, trong đó có 454 căn hộ và 13 căn shop house. Như quý khách hàng đã thấy ạ. Chúng tôi, công ty cổ phần đầu tư phát triển AMO, cam kết kiến tạo nên cộng đồng Cala chuẩn mực phát triển và thịnh vượng. Tiếp theo, Bích Đào sẽ chia sẻ cho quý anh chị về cách bố trí các hạng mục của căn hộ Cala này ạ. Thì đầu tiên sẽ là tầng hầm. Thì tầng hầm sẽ là nơi giữ xe của tòa nhà và các hạng mục phụ trợ. Và tầng 1 sẽ là sảnh chính của căn hộ và các mặt shop house, trung tâm thương mại. Tầng 2 sẽ là nơi giữ xe cũng như là các hạng mục phụ trợ. Tầng 3 sẽ là nơi sinh hoạt chung của căn hộ và phòng tập gym. Và tầng 4 sẽ có hồ bơi, căn hộ và khu vui chơi dành cho trẻ em. Và từ tầng 5 tới tầng 29 sẽ là khu căn hộ. Dự án bên em thì căn hộ sẽ có đa dạng diện tích từ 39m2 đến 82m2. Căn hộ Cala này sẽ có 3 loại căn hộ. Đầu tiên là căn hộ 1 phòng ngủ với diện tích là 39m2 đến 41m2, và căn hộ 2 phòng ngủ là 51m2 đến 62m2, và căn hộ 3 phòng ngủ là căn hộ lớn nhất với diện tích là 82m2. Thì toàn bộ dự án bên em đã có sổ hồng từng nền sở hữu lâu dài, và đối với những khách hàng ở xa muốn đầu tư căn hộ Cala thì sẽ được nhập khẩu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì đây cũng là một lợi thế cho những khách hàng sẽ sống như là một cư dân tại thành phố biển Quy Nhơn này. Hiện tại thì căn hộ đã hoàn thành lên đến tầng 4, thì dự kiến sẽ quý 1 năm 2023 sẽ bàn giao cho quý anh chị khách hàng, thì chúng ta có thể là vừa sinh sống hoặc là có thể là vận hành cho thuê về phát triển du lịch tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là căn hộ hiếm hoi còn sót lại tại thành phố biển Quy Nhơn vì vị thế vô cùng đắc địa và một bước chân có thể đến ngàn tiện ích. Thì đầu tiên sẽ là siêu thị Bixi, Mega Quy Nhơn, bệnh viện, ngân hàng và rất nhiều các tiện ích khác. Và đặc biệt thì sẽ rất là gần các khu dân cư lân cận như là khu đô thị Vũng Chua và hàng chuỗi resort, khách sạn nổi tiếng của Quy Nhơn như là Hải Âu, Hoàng Yến và chuỗi resort Hoàng Gia. Thì đây là những cái tiện ích cực kỳ đắc địa của căn hộ Cala này ạ. Thì vừa rồi Bích Đào đã giới thiệu cho quý anh chị về xa bàn của dự án Cala Quy Nhơn. Thì nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với em qua hotline trang màn hình để em hỗ trợ cho quý anh chị chọn được một căn đẹp nhất tại thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ạ. Thì hiện tại ngày 16 tháng 6 này sẽ mở bán dự án Cala Quy Nhơn, và bây giờ thì chủ đầu tư đang nhận booking dự chỗ. Thì đây là cơ hội để quý khách hàng có thể là lựa chọn được một mẫu căn hộ đẹp và sinh sống tại thành phố Quy Nhơn ạ. Thì quý khách hàng nhớ đăng ký kênh của em để cập nhật được nhiều thông tin cũng như là thị trường bất động sản tại tỉnh Bình Định. Thì Bích Đào xin kết thúc video hôm nay tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.